Giá cà phê hôm nay mùng 5 tháng 6, nguyên nhân đẩy thị trường tăng 1.100 đồng trong tuần. Giá cà phê hôm nay mùng 5 tháng 6 trong khoảng 42.500 đến 43.100 đồng mỗi kg. Lo ngại điều kiện khô hạn ở các vùng trồng cà phê ở miền Nam Brazil giúp thị trường có một tuần tăng tốt. Tuy nhiên thị trường có đợt bán tháo cuối tuần khi bút ta nghỉ liền hai phiên giao dịch. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 43.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 43.000 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 43.000 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 42.900 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 43.000 đồng mỗi kg, chư prong, ở Pleiku và Lager dai cùng giá 42.900 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 43.000 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước tiếp tục đi ngang so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất hôm thứ Tư, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 ở mức 2.136 USD mỗi tấn. Giao tháng 9 năm 2022 ở mức 2.139 USD mỗi tấn sàn London đang có đợt nghỉ dài 4 ngày liên tiếp, kéo dài đến thứ hai, mùng 6 tháng 6. Do vậy thị trường cà phê trong nước cũng chịu ảnh hưởng đi ngang cùng sàn London. Trong khi đó trên sàn New York ở phiên cuối tuần, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2022 giảm 5,85 cent lb ở mức 232,4 cent lb, giao tháng 9 năm 2022 giảm 5,7 cent lb ở mức 232,55 cent lb. Khi vắng bóng Robusta giá Azabica có hai phiên giảm cuối tuần. Nguyên nhân do nhà đầu tư tiếp tục chốt lời ngắn hạn và thanh lý sau đợt mua dòng liên tiếp khá mạnh tay trước đó. Vì lo ngại thời tiết giá lạnh tại các vùng trồng cà phê Azabica chính ở phía đông nam Brazil. Kết thúc tuần này, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 tăng 39 USD mỗi tấn. Giá cà phê Azabica giao tháng 7 năm 2022 tăng 2,95 cent cùng đạt tăng của sàn London thị trường trong nước tuần này tăng tới 1.100 đồng mỗi kg. Mở đầu tuần, thị trường cà phê thế giới đón thông tin tích cực khi hàng hóa nói chung lạc quan hơn do Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa cứng rắn ở Thượng Hải. Điều này giúp giá Robusta tăng nhẹ. Đà tăng nhẹ được duy trì trên hai sàn vào ngày thứ ba và bật tăng mạnh mẽ trong ngày thứ tư. Nguyên nhân do lo ngại điều kiện khô hạn ở các vùng trồng cà phê ở miền Nam Brazil có thể dẫn đến sản lượng cà phê Azabica sụt giảm. Tuy nhiên, hai ngày cuối tuần giá cà phê Abica không giữ được đà tăng khi sản London liên tiếp nghỉ giao dịch. Đà tăng của giá cà phê bị hạn chế sau khi Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm của Việt Nam tăng 24,2% so với cùng kỳ lên 889.000 tấn. Việt Nam là nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Cùng với đó là sức ép bán hàng vụ mới đang thu hoạch từ các nước sản xuất cà phê chính vẫn còn nguyên. Lạm phát tăng cao, Tình hình kinh tế khó khăn đẩy nhu cầu cà phê có thể sụt giảm trong ngắn hạn sẽ khiến giá cà phê diễn biến tiêu cực trong thời gian tới. Giá tiêu hôm nay mùng 5 tháng 6 tăng 1.500 đến 2.000 đồng mỗi kg và dự đoán giá tiêu tuần tới. Giá tiêu hôm nay mùng 5 tháng 6 trong khoảng 71.500 đến 75.000 đồng mỗi kg, tổng kết tuần giá tiêu tăng 1.500 đến 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường nội địa đã có đợt tăng 4 ngày liên tiếp. Tại tỉnh Đắk Lắk đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 75.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần giá tiêu tăng 1.500 đồng mỗi kg tại khu vực Tây Nguyên, tăng 2.000 đồng mỗi kg ở vùng Đông Nam Bộ. Cùng đạt tăng trong nước, tuần này cộng đồng hồ tiêu thế giới đã niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng đồng loạt 50 USD mỗi tấn, tương ứng với 4.150 USD mỗi tấn tiêu đen loại 550 g mỗi l và 5.950 USD mỗi tấn với tiêu trắng. Cũng theo cộng đồng hồ tiêu quốc tế, thị trường tuần này phản ứng trái chiều với Indonesia và Việt Nam ghi nhận mức tăng. Ở Đông Nam Á, sau hai tuần có xu hướng giảm, giá tiêu Indonesia tuần này phản hồi tích cực, còn giá tiêu Ấn Độ tiếp tục phản ứng tiêu cực trong bốn tuần qua. Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 5 năm 2022 đạt 22.919 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 106,3 triệu USD, lũy kế 5 tháng đầu năm nay xuất khẩu được 102.000. 329 tấn tiêu các loại, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 476 triệu USD, tăng 25,7%. Xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 4 năm 2022 đạt 24.630 tấn tiêu các loại, như vậy sản lượng xuất khẩu trong tháng giảm nhẹ. Tuy nhiên vẫn ghi nhận thông tin tích cực từ việc nền kinh tế Trung Quốc phục hồi, các cửa khẩu giáp Việt Nam thông thương trở lại khiến thị trường được thổi luồng gió mới. Dù yếu tố tăng mua từ Trung Quốc chưa thực sự cụ thể, rõ nét nhưng cũng giúp thị trường thêm động lực. Trong tuần này, giá tiêu nội địa đã có đợt tăng 4 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, theo dự đoán thị trường sẽ gặp nhiều thách thức trong tuần tới, khi yếu tố tăng mua từ Trung Quốc vẫn chưa rõ rệt, xuất khẩu gom đủ hàng trong tháng, lạm phát tăng cao. Kỳ vọng các hoạt động xuất nhập khẩu sẽ sớm bình thường trở lại để Việt Nam tiếp tục giữ được vị thế của nhà sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới.